ngủ thế như vậy để cỡ bà vợ cho nên ngủ ngon. Mau về đi, mau về để nội giận nha. Nó đưa má rồi mà. Dám lấy lại hả ta? Đưa nổi dám lấy lại hả? Dắt soi, dắt soi. Nó phải nghe đúng cái mật hiệu đó mới được. Ông nội hôn đi con, ông nội hôn đi. Lại hôn nội, nội về ngủ. Đi đi. Là nó lại nó không nổi nha, lại không nổi đây. Không kỳ, không lên mặt, lại không không kỳ à. Xạo không, xạo không, xạo không. Lại không nổi đi, lại không nổi đi. Không, không, không. Lại không mặt, lại kìa. Không kỳ à. Dĩu. Dĩu. Đây nè, không có mặt nè. Không nghe không nổi mặt lại đi. Đi về. Ông đây nè, cái này lại hôn, xạo quá thì lại không nổi, ngã đi, ông lên, nhìn lại không cần, không nói gì, xạo, xạo, xạo. Má ông nó mới hôn được, cho nó sợ. Con nằm xuống cuối, nằm xuống coi, nằm dài xuống coi, nằm dài cho bà nội coi coi, nằm sải tay ra. Sải tay luôn, nằm sắp, sải tay thì mới á. Mẹ bé bốn chân sao đâu, bé bốn chân sao cứ bé vậy hả? Ngủ ngáy đi, ngủ ngáy cho nghe đi. Ngủ ngáy sao ngáy một hồi sao ngáy sao? Đi đi, lại không ngủ. Hả hả đi thăm tay lại, thăm tay lại. Anh tay tròn rồi. Sáng rồi. Con tay này sáng rồi, nó dài thế này thì nó thấy mà nó sáng. Thì nghe con tay tròn lại vậy nè. Hả đàng hoàng.